Xin chào các bạn, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn vẽ chú mèo và chiếc đèn ông sao. Như ở đây, chúng ta bắt đầu nhé.
Đó, vậy là chỉ mất khoảng 10 phút thôi chúng ta đã vẽ xong một bức tranh ngôi sao và chú mèo. Đấy, các bạn hãy chú ý đăng ký theo dõi kênh để ủng hộ anh nhé. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Tạm biệt.